Em có cái thông báo này nhé, cái clip của ngày hôm trước ấy, có bác nào đã đặt cái dây mạng inox này của em, cái dòng mà dây mà dùng cho những bộ dàn đặt trên kệ, trên tivi, trên tủ, trên kệ đấy. Đây là những chiếc dây có kích thước dài 1 mét một bên, có nghĩa là hai một bộ này là nối vào nhau là 2 mét, để cho bác đặt những bộ trên những bộ dàn ở trên kệ đấy. Thì cái bộ này hôm trước là nhân viên báo lại giá nhập là sai các bác nhé. Hôm trước em để cho các bác là giá 460 nghìn là không phải đâu các bác nhé. Bởi vì nhân viên đã tính đã trồi lên của bác mất 70-80 nghìn đấy. Nó chú ý của em nhé, để em Tuấn, bác nào mà đã mua bộ dây này rồi thì thông báo lại em Tuấn, nó gửi lại tiền nhé. Bởi vì là bán nhiều chứ không phải bán một bộ mà bán xong để vỗi đuôi không được, nên em phải thông báo lại. Đây là bộ dây loa Max Intốc, bác nhìn này, nó to hơn cả ngón tay của em nhá, Max Intốc đây ạ. Và các bác chú ý của em là trên cái đường dây Max Intốc này này, Max Intốc này này đấy, được chưa, Made in USA này. Trên cái đường dây Maxin Tốc này, đầu cắm của nó là đầu cắm bắp chuối ạ. Đầu cắm bắp chuối. Con dây này là có mức giá là 390.000, vậy là thừa của các bác mất 70.000 các bác nhé. Thừa mất 70.000. Của nó là 390 không phải 460 đâu. Đấy. Nên là nhầm của các bác đấy, lúc sau này em bán nó mang tiếng 390 các bác nhé. Bác nào có một số bác lấy rồi đấy. Bác nào đã nhận hàng rồi thì báo lại cho em Tuấn, em Tuấn gửi lại 70.000 hoặc nhắc em lấy cái gì em trừ đi tiền tiền đi cho. Đây là dây mắc in túc hàng cao cấp, bé mồm thôi đây ạ. Chiều dài của nó trên 1 mét, 1 mét gọi là 1 mét, dây 1 mét đi. Dây này dùng để cắm cho các bộ dàn nghe nhạc cao cấp nhé. Dây này, những dây này thì các bác nghe chất lượng bát và đen nó rất là dày và sáng. Dây riêng dây loa thì những đây là những phụ kiện không thể thiếu cho các bác. Tôi để em đẩy ra xa cho nó nhỏ đi một chút cho bác. Đấy, nó phụ kiện không thể thiếu. Các bác chú ý của em là em nhớ là có hình như là phải có hơn chục đơn đi rồi đấy. Các bác nhắc lại em Tuấn nha, em trừ đi cho các bác không phải 460 đâu nhá, trừ đi 70.000. Còn 390. 390. Bởi vì cái lô này em lấy về cho bác mục đích là phục vụ các bác chơi những bộ dàn âm thanh đặt trên kệ tivi, các bác biết chưa, trên cái kệ tivi nhiều bác đặt những cái bộ trên kệ, bác cắm những cái dây rẻ tiền không ăn thua đâu, bác chịu khó có hơn 300 nghìn để mua những bộ này về bác cắm cho em, chất âm nó cải thiện một rõ một rột một luôn chứ không bao giờ có chuyện vớ vẩn. Đây em chữa lại cái giá này em để đây cho bác nhé, 390 chứ không phải 460 các bác nhé. Đó, chú ý hội em Tuấn nha. Nhưng bác nào nhận hàng rồi thì thông báo lại cho em để em chuyển lại tiền giả. Đấy, đấy là đối với lại dòng dây Max Intốc. Max Intốc dây này dài 1 mét, có nghĩa là hai một bộ này nối với nhau dài thành 2 mét nhá, 2 mét. Còn dây này thì chất lượng âm thanh thì không thể chê được rồi, 390.000 một bộ, 390.000 một bộ này nhá, một đôi này. Nhiều bác lại cứ thấy rẻ quá hỏi là 390 một cái à, hay một bộ. Em nói luôn là 390 là hai cái này gọi là một bộ, chứ bây giờ là 390.000 một cái này thì bác dùng một vế loa đúng không ạ? Đây mới được có một bên loa, nó phải thêm một cái này nữa bên bên thứ hai đúng không ạ? Đấy, đấy phải nói rõ như vậy vậy để cho các bác được chưa? Sang đến đây, đây là một dòng dây dây một, gọi là dây 1-2 cũng được hoặc là dây 3.5 cũng được đấy. Đó, chú ý em nhé, đây là những dây này cũng có mức giá 390.000 này, hai cái đồng giá này. Những dây này thì các bác không thể chia được mà các bác nên cố nhé. Nhiều bác là hay nghe điện thoại qua tivi, cắm vào tivi này, cắm vào điện thoại này, cắm vào máy tính laptop, các bác nên cố mua lấy sợi dây này cho em. Bởi vì các bác khi các bác dùng những cái sợi dây này, ví dụ những sợi dây này các bác mua ở ngoài, những cái dây như thế này các bác mua ở ngoài có bèo bèo thì cũng phải 5 đến 70 nghìn được chưa ạ? Nhưng các bác cắm vào nó rất là sôi, nó ù rồi. Mà riêng hàng bãi hàng xịn mà các bác cắm dây đều vào thì chắc chắn là nó sôi, thì không có lý do gì không sôi. Đây này, các bác nhìn thấy em Tuấn vứt hết này. Những cái dây này mà họ cấp, họ gửi, họ gửi nhầm đây này. Đây này, dây này này. Về em bỏ hết, không bao giờ em gửi cho các bác, bởi vì dây này rất là sôi, vứt đi bác nhá. Không bao giờ em gửi, Tuấn gửi cho các bác. Cái này chỉ cho cắm mấy cái bộ mới, hàng mới đều đều họ bán ở đây này, thế thôi nhá. Chứ dây này không dùng được, nó sôi. Do vậy là các bác đừng tiếc tiền. Bác mua lấy cái dây vừa đều đều đấy, bác mua ngoài chắc phải 20 30 nghìn. Cố tiền mua những cái bộ này cho em, 390 nghìn một bộ này. Nhưng nó có chống nhiễu này. Các bác nhìn cái dây của nó này. Dây của nó này, nó gần bằng cái đầu cắm luôn, thì bác biết là nó xử lý tốt như thế nào. Nhiều cái là chơi âm thanh hoặc hay cắm vào máy tính điện thoại ấy. Đặc biệt đây có chống nhiễu luôn,
nó sủng dùng nhiều để các bác cắm vào nó đỡ bị ù. Có nhiều bác là nó cắm vào, các bác lại bảo tại sao tôi cắm vào cái bộ dàn nhà tôi nó sôi thế. Đây ạ, nó sôi ở do như thế này đấy. Các bác bình thường các bác không chưa cắm dây này vào, à, chưa cắm cái dây đều cái vào thì âm ly ở thì nó im hết. Khi bác cắm cái dây các bác mua rẻ tiền ở ngoài vào, tự nhiên thấy nó sôi ở dưới, nên cái dây này rất là quan trọng, các bác chú ý hộ em nhé, cực kỳ quan trọng luôn, không nó đưa được tín hiệu mới đầu vào nó sẽ bị sôi lắm. Con này 390.000 và hai con này đồng giá. Con này 390, 390 chứ không phải là 460 quá chứ. Nhầm giá đấy. Có em nhớ là em giao đi hơi chục đơn hàng rồi. Nhưng bác nào đã thấy giá thì điện lại cho em Tuấn, em gửi lại hoặc mua hàng gì em trừ, nhắc cho em. Thì nhắn nhắn và tin nhắn cho em để em lưu em nhớ. Ok em. Ok chưa bác? Em chào bác. Em có cái thông báo này nhé, cái clip của ngày hôm trước ấy. Có bác nào đã đặt cái dây mạng inox này của em, cái dòng mà dây mà dùng cho những bộ dàn đặt trên kệ, trên tivi, trên tủ, trên kệ đấy. À, đây là những chiếc dây có kích thước dài 1 mét một bên, có nghĩa là hai một bộ này là nối vào nhau là 2 mét, để cho các bác đặt những bộ trên những bộ dàn ở trên kệ đấy. Thì cái bộ này hôm trước là nhân viên báo lại giá nhập là sai các bác nhé. Hôm trước em để cho các bác là giá 460.000 là không phải đâu các bác nhé. Bởi vì nhân viên đã tính đã trồi lên của bác mất 70-80 nghìn đấy. Nó chú ý hộ em nhé, để em Tuấn, bác nào mà đã mua bộ dây này rồi thì thông báo lại em Tuấn nó gửi lại tiền nhé. Bởi vì là bán nhiều chứ không phải bán một bộ mà bán xong để vỗi đuôi không được, nên em phải thông báo lại. Đây là bộ dây loa Max Intoc, bác nhìn này, nó to hơn cả ngón tay của em nhá, Max Intoc đây ạ. Và các bác chú ý hộ em là trên cái đường dây Max Intoc này này, Max Intoc này này đấy, được chưa, Made in USA này. Trên cái đường dây Maxin Tốc này, à, đầu cắm của nó là đầu cắm bắp chuối ạ. Đầu cắm bắp chuối. À, con dây này là có mức giá là 390.000, vậy là thừa của các bác mất 70.000 các bác nhé. Thừa mất 70.000. Của nó là 390 không phải 460 đâu. Đấy. Nên là nhầm của các bác đấy, lúc sau này em bán nó mang tiếng 390 các bác nhé. Bác nào có một số bác lấy rồi đấy. Bác nào đã nhận hàng rồi thì báo lại cho em Tuấn, em Tuấn gửi lại 70.000 hoặc nhắc em lấy cái gì em trừ đi tiền đi cho. Đây là dây mắc in tốc hàng cao cấp, bé mồm thôi đây ạ. Chiều dài của nó trên 1 mét, 1 mét gọi là 1 mét, dây 1 mét đi. Dây này dùng để cắm cho các bộ dàn nghe nhạc cao cấp nhé. Dây này, những dây này thì các bác nghe chất lượng bát và đen nó rất là dày và sáng. Dây riêng dây loa thì những đây là những phụ kiện không thể thiếu cho các bác. Tôi để em đẩy ra xa cho nó nhỏ đi một chút cho bác. Đấy, những phụ kiện không thể thiếu. À, các bác chú ý của em là em nhớ là có thì như là phải có hơn chục đơn đi rồi đấy. Các bác nhắc lại em Tuấn nha, em trừ đi cho các bác không phải 460 đâu nhá, trừ đi 70.000, còn 390. Bởi vì cái lô này em lấy về cho bác mục đích là phục vụ các bác chơi những bộ dàn âm thanh đặt trên kệ tivi, các bác biết chưa, trên cái kệ tivi nhiều bác đặt những bộ trên kệ, bác cắm những cái dây rẻ tiền không ăn thua đâu, bác chịu khó có hơn 300.000 để mua những bộ này về bác cắm cho em, chất âm nó cải thiện một rõ một rột một luôn chứ không bao giờ có chuyện vớ vẩn. Đây em chữa lại cái giá này em để đây cho bác nhé, 390 chứ không phải 460 các bác nhá. Chú ý hộ em Tuấn nha. Nhưng bác nào nhận hàng rồi thì thông báo lại cho em để em chuyển lại tiền giả. Đấy, đấy là đối với lại dòng dây Max Intoc. Max Intoc dây này dài 1 mét, có nghĩa là hai một bộ này nối với nhau dài thành 2 mét nha, 2 mét. Còn dây này thì chất lượng âm thanh thì không thể chê được rồi. 390.000 một bộ. 390.000 một bộ này nhá, một đôi này. Nhiều bác lại cứ thấy rẻ quá hỏi là 390 một cái à hay một bộ. Em nói luôn là 390 là hai cái này, gọi là một bộ. Chứ bây giờ là 390.000 một cái này thì bác dùng một vế loa, đúng không ạ? Đây mới được có một bên loa, nó phải thêm một cái này nữa bên thứ hai, đúng không ạ? Đấy. Đấy, phải nói rõ như vậy. Vậy để cho các bác được chưa? À, sang đến đây, đây là một dòng dây dây 1, gọi là dây 1-2 cũng được, hoặc là dây 3.5 cũng được. Đấy, các chú ý em nhé. Đây là những dây này cũng có mức giá 390.000 này, hai cái đồng giá này. Những dây này thì các bác không thể chê được, mà các bác nên cố nhé. Nhiều bác là hay nghe điện thoại qua tivi, cắm vào tivi này, cắm vào điện thoại này, cắm vào máy tính laptop. Các bác nên cố mua lấy sợi dây này cho em. Bởi vì các bác khi các bác dùng những cái sợi dây đây, ví dụ những sợi dây này các bác mua ở ngoài, những cái dây như thế này các bác mua ở ngoài có bèo bèo thì cũng phải 5-70 nghìn, được chưa ạ? Nhưng các bác cắm vào nó rất là sôi, nó ù ù rồi. Mà riêng hàng bãi, hàng xịn mà các bác cắm dây đều vào thì chắc chắn là nó sôi, thì không có lý do gì không sôi. Đây này, các bác nhìn thấy em Tuấn vứt hết này,
những cái dây này mà họ cấp họ gửi họ gửi nhầm đây này. Đây này, dây này này. Về em bỏ hết, không bao giờ em gửi cho các bác, bởi vì dây này rất là xôi, vứt đi. Bác nhá. Không bao giờ em gửi Tuấn gửi cho các bác. Cái này chỉ cho cắm mấy cái bộ mới hàng mới đều đều họ bán ở đây này. Thế thôi nhá. Cái dây này không dùng được, nó xôi. Do vậy là các bác đừng tiếc tiền. Bác mua lấy cái dây vừa đều đều đấy, bác mua ngoài chắc phải 20-30 nghìn. Cố tiền mua những cái bộ này cho em, 390 nghìn một bộ này. Nhưng nó có chống nhiễu này, các bác nhìn cái dây của nó này. Dây của nó này, nó gần bằng cái đầu cắm luôn. Thì bác biết là nó xử lý tốt như thế nào. Nhiều cái là chơi âm thanh hoặc hay cắm vào máy tính điện thoại ấy. Đặc biệt đây, có chống nhiễu luôn. Nó dùng chống nhiễu để các bác cắm vào nó đỡ bị ù. Có nhiều bác là nó cắm vào, các bác lại bảo tại sao tôi cắm vào cái bộ già nhà tôi nó sôi thế. Đây ạ, nó sôi ở do như thế này đấy. Các bác bình thường các bác không chưa cắm dây này vào, chưa cắm cái dây đều cái vào thì âm ly ở thì nó im hết. Khi bác cắm cái dây các bác mua rẻ tiền ở ngoài vào, tự nhiên thấy nó sôi. Nó sôi ở dưới nên cái dây này rất là quan trọng, các bác chú ý hộ em nhé. Cực kỳ quan trọng luôn, không nó đưa được tín hiệu mới đầu vào nó sẽ bị sôi lắm. Con này 390 nghìn và hai con này đồng giá. Con này 390 chứ không phải là 460 bác nhé. Nhầm giá đấy. Có em nhớ là em giao đi hơi chục đơn hàng rồi. Nhưng bác nào đã thấy giá thì điện lại cho em Tuấn, em gửi lại hoặc mua hàng gì em trừ nhắc cho em. Thì nhắn và tin nhắn cho em để em lưu em nhớ. Ok chưa bác? Chào bác.